một là con rùa. Em là con rùa số con 1 rùa. Đúng. Em, 10 năm em là con 10 năm. Con diều hâu nè, con rep. Con diều hâu là số 1. Em nghĩ là bé khuôn gãi mới là số 1 á anh. Tại sao? Tại sao? Nhà em nuôi chó nhiều lắm. Em tuổi thọ của chó chỉ có 12 tới 14 năm thôi. Trời ơi, anh sai lầm. Em nuôi con chó nhà em nó 18 năm. Con chó đó của em là con chó quỷ. Con chó đó của em là con chó quỷ. Chó già mà có con chó này còn trẻ lắm. Giờ này nó rất là sung sức khi nó thấy vợ tương lai của nó chuẩn bị trước kịp lớn nữa. Con chó của em 18 năm là nó nằm một chỗ thôi. Không, em nghĩ con chó là cuối cùng. Anh biết không, con mèo hồi nãy nó rụng lông rất nhiều. Vì vậy cho nên nó lớn hơn là con này. Con mèo lớn hơn con chó. Không, con mèo phải nằm đây. Con vẹt nằm đây hả? Đúng. Thưa quý vị, sự tranh cãi đã xảy ra. Ai cũng có ý kiến của riêng mình. Thế thì ai sẽ là người chính xác? Thôi, thôi thôi, bây giờ mình sẽ ổn định lại, định tâm lại một chút xíu. Mình đưa ra một cái phán quyết cuối cùng. Ủa, mẹ con rùa, đừng có bị điên dình nó lửa. Đó, đúng rồi. Ai biết đâu, cứ nghĩ là vậy mà. Kiểu vậy á. Mọi người đã chọn vị trí số 1 là quậy, số 2 là puppy, số 3 là Red Bull, số 4 là Hoàng Thượng và số 5 là Củ Cải. Mọi người có muốn thay đổi hay là không? Có! Chúng tôi đã bị sự đàn áp từ quyền lực và tuổi tác. Có một người anh lớn trong nghề bắt buộc ép và dí dao vào cổ tôi. Nếu như đồng đội của chúng ta có cái sự nghĩa là rối rắm và rối ren, vì vậy thì Nhi em thật ra em giỡn thôi chứ em muốn quậy nằm ở vị trí nào? Em nghĩ á, quậy phải nằm ở đâu? Dưới á. Dưới là ở đâu? Gọi số 3, số 4 đó. Số 4 đó. Anh báo cho anh biết là quậy này phải là 10 năm trở lên. Thời gian không còn nhiều, chúng ta còn 5 giây để chốt. 5. Nhưng mà con này 10 năm nè anh ơi, con này 4 chưa? 10 năm. Chưa lên 1 chưa? 3. Nhi đổi đi. 2. 1. Ủa? Và ủa? Hết giờ. Cho thêm lần nữa được không anh? Thêm lần nữa được không? 3 giây còn lại. 3. Không. 1. Chịu đổi không kìa. Thay đổi. Ít năm nhất là Củ Cải. Vị trí nhiều năm nhất sống cho đến nay là Bobby. Và thứ hai là Red Bull. Mọi người đã lựa chọn rất nhiều lần, đã có cãi vã xung đột, đã có những sự xa lánh dành cho nhau. Và chúng tôi hy vọng sau chương trình này mình vẫn là anh em nghệ sĩ với nhau. Không, 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 không. Hả? Bây giờ bắt đầu hỏi. Anh Kim Tử Long thân mến, anh có hài lòng với vị trí này không? Tôi thì chưa hài lòng lắm, nhưng mà vì đồng đội tôi phải chấp nhận thôi. Trường, nếu là em sẽ sắp xếp như thế nào? Nếu là em thì em nghĩ là Red Bull sẽ là hạng nhất, xong rồi tới bé rùa, xong rồi tới bé mèo, xong rồi tới bé quậy, xong rồi tới bé Trịnh Văn Cải. Diệu Nhi, nếu được quyền xếp em thì xếp như thế nào? Em cũng thích như vậy, nhưng mà nãy vừa nghe anh Xuân nói thì em cũng thấy cách của anh Xuân cũng hợp lý. Thúy Ngân, nếu là Thúy Ngân thì Thúy Ngân sắp xếp như thế nào? Em chỉ muốn đổi chỗ với Diệu Nhi thôi anh. Nếu là Mai Tiến Dũng thì sắp xếp như thế nào? Diều Hâu, Red Bull lên số 1. Không còn thời gian để sắp xếp nữa, vì không trùng ý kiến, có sự xa lánh lẫn nhau, họ có thể sẽ hủy kết bạn trên Facebook sau chương trình này. Và đó cũng chính là điều chúng tôi mong muốn. Mục đích chúng tôi đã thành công là đánh lừa nghệ sĩ thuốc Kim Tử Long. Không à, tôi không có sắp con rùa ở đây nha. Ai xếp? Nhi. Nhi sắp quậy mới là chỗ này nè. Các bạn ơi, các bạn quá mong manh. Những vài câu nói của MC, các bạn tin rằng MC đang nói đúng à? Tại sao mọi người lại bị dễ gì bị chia rẽ như vậy chứ? Ủa vậy là dạng dạng xạo á hả? Đúng. Nha, tất cả mọi người kiên định. Kiên định lên. Kiên định. Kiên định. Kiên định. Kiên định. Kiên định. Kiên định. Khi đến, khi đến, khi đến, khi đến, khi đến, khi đến, khi đến. Cảm ơn sự kiên định của các bạn. 30 triệu sẽ thuộc về các bạn hay là không thuộc về các bạn? 30 triệu sẽ là của bạn hay là của chương trình? Và kết quả của chương trình là không chính xác. Thưa các anh chị, không chính xác. Và khi không chính xác mà có càng báo động e một hai lần là được. Cổ này e hoài là sai bậy bạ luôn. Sai bậy bạ luôn. Sai bậy bạ luôn. 3 giây còn lại. Hay cho Củ Cải đi. Không, Củ Cải không thể nào lớn được. Nghe là anh đi. Em muốn cho Củ Cải là nhỏ nhất. Quẹt không lớn. Quẹt ít chứ phải 12 năm. Anh đó, cái chị đó bao nhiêu tuổi, chị chia tay nguyện bao nhiêu lần? Tôi nói mua về cho là nó đã là có rồi. Anh ơi, chứ phải là nuôi từ nhỏ. Quang Thương ơi, ơi, hãy cho anh Xuân nói một câu để mọi em người. Nói đi. Em nói đi. Hồi nãy cái anh chủ nói một câu như thế này nè, anh nghe không? Nói đi anh. Củ Cải già rồi. Trời ơi. Không làm toán được, anh nghe không?
Anh hãy nghe em đi. Em bị lừa rồi. Em bị lừa rồi. Em bị lừa rồi. Quyền lực đang nằm trong tay của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, vì anh ấy có hai cái nhà hàng ăn uống của cải không thể nào tất cả mọi người nắm được. Xin anh ấy để hãy tin người ta một lần. Nhưng không, chúng tôi hy vọng không. Sau chương trình này khách đến nhà hàng anh ấy sẽ ít lại. Anh lên vị trí số 1 đi anh ơi. Không được, em đâu mọi người có chừng té tới đây. Bây giờ đừng có hay là thứ nhì hay là chó thứ nhì. Không thể nào thứ nhì được. Chó cuối cùng ở đây. Con chó nó dài. Không, con chó nó dài dài. Mọi người muốn gợi ý không? Không cần. Em muốn nghe gợi ý. Vậy như vậy anh vừa nói là có muốn gợi ý không? Anh nói là không cần. Xin cảm ơn. Em muốn gợi ý. Hay là gợi ý mà 20 triệu cũng được anh. Anh ơi hãy gợi ý. Em gợi ý đi. Như lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thế nhau chỉ giờ đây đường ai nấy về. Ai là số 1 20 giờ chủ nhật trên kênh Phi Giải Trí.